Đây anh này bây giờ anh cứ đòi đi nuôi tơ này. Và trong nuôi tối rồi. Cả chú. Con đi cơ. À y. Đi cơ lô ra. Đi cơ lô ra ăn sao? Nè 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 nuôi tơ cả. À à papa. Nuôi. Sắm tăng qua đó, bố sắm tăng. Y papa. Ai cái y. Y pi pi nà zơ. À, bố y. À, anh này bị dụng răng này này, dụng bìa nung nay răng này. Có cái răng này đúng này. Pi nà rồi. Ôi, lớn thật rồi, con trai của bố đã lớn thật rồi, chuẩn bị thay răng rồi. Hà ba ba. Hà môn ba. Hiệp ba. Hà bê. À cái chân á. Trời làm gì mà giật mình nhé. Ủa sao rồi á. Ôi con mệt quá, đau quá, đau đầu quá. Cô cho ăn gì? Cô cho ăn gì? Tôi quay. Có nghĩa là con học ở tiếng Hàn trường nhưng mà cô cho ăn gì? Thế cho em chơi. Thế cho em chơi. Thế cho em chơi có gì đâu? Ăn đi tập thể dục một tí về ra thì nướng quá đẹp. Ừ, cho đi chơi đi. Cho em đi chơi. Chào mà chào bạn Hương cả chị cả. Ok. Hương, cứ nào anh sẽ rồi. Anh chơi không? Bố sẽ cho anh đi. Đó kia, bố ạ. Ta nuôi ăn chuối. Cứ nè, cứ nè, cứ nè, cứ nè. Bố, cứ nè, cứ nè, cứ nè. 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 Cứ nè, cứ nè, cứ. À, anh này cứ đòi đi ra ngoài cái trò chơi ở cái khu gọi là vui chơi trẻ em ấy để chơi, nhưng mà anh lớn thì anh lại lười đi. Đây là bắt anh đi thì anh đang chờ đấy. Apa? Apa cái gì? Apa papa? Apa? Ba đi. Papa. Đi. Đấy thì anh đưa cho em đi. Đi cầm xe đi em đi nhá. Xe đi nhá. Đi, đi cầm đi. Đi, đi cầm đi. Đi thôi. Hôm nay thì mình được đi làm về cũng tương đối sớm. Thế cho nên là về tí nữa là gọi là nấu đồ ăn. Xong là đón ông ngoại đến chơi. Thở. Có ông ngoại đi về Hàn Quốc ra đâm ra bận rộn. Hôm nay lại phải chén rượu chén chè say ông rồi. Đây, bây giờ là mình bắt đầu là mở cái đồ của vợ mình mới mua. Đấy, mở ra để xem là có cái đồ gì. Đây là đồ gọi là vợ mình mua rồi rồi. Không, con thì không chịu ăn cơm thì mẹ cứ mua bánh như này thì con cứ ra vào làm cái đấy đâu ra mà vẫn ăn. Đây sợ cho đấy bóng này, đấy bánh bóng này. À, đây này 5.000, 6.000, 5.000 một cái ổ bánh mì này, 4 cái 5.900 gọi là hơn 100.000 thì phải ra đấy ổ bánh mì này. Ui giời ơi, này đây này kiếp quá này, để đi mua cái cơm mà để xuống đây nó bị hỏng hết rồi đây. Đây là cơm cuộn với cá sống. Đó, gì chưa? Rồi đến đây. Tí nữa rồi ăn. Cơm cuộn cá sống. Đây là cái mù tạc đấy. Xanh xanh mù tạc. Với trứng mù tạc. Cá sống, cá hồi sống. Đó. Đó là cơm. Cơm. Đây là tôm nhá. Đây là tôm này. Ui giời. Này, tôm này. Xem nào. Đây là tôm nhá. Lại còn lại tôm nữa này. Ui giời ơi. Tôm này là tôm đỏ, nó chắc là cái con tôm màu đỏ là tôm gì? Nó màu đỏ hay là hay nó chín rồi? Vợ mình mua tôm này về nướng này. Đó, tôm thì ở đây tí rửa. Đó, tôm này, thịt này, thịt này là thịt gì đây? Thịt ba chỉ thái sẵn, thái mỏng, thịt ba chỉ mỏng. Để đây ký là giải quyết. Đây là thịt tí này.
Thịt này là cũng không biết là cái thịt gì đó. Đó. Ui, thịt bò này. Đó, hai thịt bò này. Đấy. Thịt bò để đây. Đây này là thịt thịt nướng. Bây giờ thịt này là thịt mốc san, ở đây gọi là thịt cổ ấy. Để nướng các bạn. Để đây tí nữa mình sẽ giải quyết. Đây, đây nữa, đây là thịt ba chỉ. Bây giờ hôm nay là mua rất nhiều. Đấy. Nấm này, kẹp cho nấm này. Nấm này để nướng nó cũng nướng cùng này. Đây nấm nướng cùng luôn này. Đây là gì đó? Rồi bịch tỏi luôn. Bịch tỏi này. Xem này. Một bịch tỏi này không biết bao tiền không hết. Cũng để giá tiền các bạn. Đấy, cả. Đây là cái gì đây? Ôi giời ơi. Đà đây là nước đồ uống. Đồ uống mùa hè, giải khát mùa hè. Trà, gọi là đây là trà chanh. Đây là trà đào. Đó, bây giờ vợ mình nói chung là mỗi lần đi siêu thị thì mua tương đối nhiều đồ. Rồi cứ để gọn trong đây rồi tí nữa rồi là sẽ tính tiếp. Còn bây giờ thì mình sẽ đi làm bể cá, bởi vì cái bể cá của mình này là hôm qua thì mình thay nước cho nên là nó bị hỏng cái bóng điện. Cho nên mình đã mua cái đồ dùng bóng điện này, bóng điện này với cái một đồ gì đó. Cái đồ này là đồ gì mới được. Cái này là đồ sủi, sủi bể cá. Cái sủi bể cá mình hỏng rồi, cho mình mua thêm sủi bể cá nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ thay cái bể cá trước, xong là mình sẽ dọn nhà một chút để tí đó nó ngoài đến. Cho bạn theo dõi nhá. Đấy, quên có mì tôm này. Đấy, mì tôm hộp nữa. Đây là cái sủi bể cá nhá. Cái sủi bể cá. Đấy. Đây là cái bóng đèn led. Đây, như vậy là lọ mọ suốt được bấy rồi. Bây giờ đã xong cái bể cá rồi. Đấy, bây giờ thì mình công việc là chuẩn bị đồ ăn, xong là đón ông ngoại đến chơi. Vừa rồi thì vợ mình có điện thoại cho ông ngoại. Ông này bảo là ông tự đến. Cho nên là bây giờ là mình đi tắm rửa đón tiếp ông ngoại ăn uống. Hôm nay rượu chè nó phải thoải mái. Đúng vợ? Hôm nay rượu chè thoải mái mà. Hả vợ? Mai dậy đi gần chúa. Uống rượu hôm nay rồi mai chắc là ở nhà đấy, khỏi đi làm. Nói vậy thôi, mình uống nó cũng phải vừa phải tiểu lượng. Rượu thì không có gì ngoài rượu. Rượu thì thằng ba bình này của nó không có rượu. À, rượu đây của vợ thì không có rượu này. Này. Trong đây rượu đây này. Nhưng mà không có rượu thì nó đi đâu rượu. Nếu mà muốn đấy thì vợ uống hết bia cũng được. Bia chồng uống được, rượu uống thì hơi phê tí. Mai còn đi làm. Đây là mâm đồ ăn mình đã chuẩn bị chờ ông ngoại đến đây. Oh, 맞아. 맞아요? 여기 맞아.
아빠 TV 고장났어요. 잠깐만. 패시브. 아니 지금 이제 성공. 이제 한 성공. 됐어. 나중에 땅을 땅. 가자. 땅을 다 이제 이거 싹 치워. 예? 정아. 예. 뭐 한 성공 이제 많이 오백. 네. 나중에 땅을 다. 가자. 엄마 chắc kì, bây giờ đi cùng bố, bây giờ chở bố về nhà, giờ xe bố giờ bố đến đây không về đẻ xe đây, là chở về nhà quá, rồi mình đi thôi. Sau khi ăn xong ấy thì chở ông ngoại về nhà rồi. Thì trên đường về ấy, vợ mình qua cái quán này này. Đây, quán nào này. Ôi, chiều mấy rồi. Bây giờ này, qua mình đây. Đang mua sữa chua, đây, bánh này đặt được. Bánh đấy. Quay mặt xem. Rất nhiều loại bánh luôn. Xinh đẹp. Ừ, và dễ dày. Ô bé hoạt chứ. Khách tính mày mua rất đông. À, như vậy là gia đình mình đã về đến nhà đây. Đây. Đây là vợ mình kết cái loại của cái hát này. Nó kết cả nhà kết cái đồ vải trong mình vợ kết. Nghĩa là cứ đi qua bất kỳ lúc nào và cứ đi qua một cái hiệu nó như này mà tiện đường một phát là dễ vào luôn. Đây là quất một hộp. Một hộp này nó rơi vào như bao tiền mà? 17k. 17.000. 300. Hơn 300.000 tiền Việt Nam cái hộp này, hộp sữa chua các bạn. Đây là một cái hãng sữa chua rất nổi tiếng của Hàn. Đấy, bây giờ là đưa bố về nhà rồi. Thì bây giờ thì mình đã về đến nhà. Ôi giời, đây. Còn đồ đạc thì trước khi đi vẫn còn nguyên si. Nguyên si luôn, đó. Đấy, gọi bố về nhà rồi. Vậy bố an tâm không? Đấy, bây giờ rồi ăn đấy. Đấy. Ai cream một con. Đây cũng gọi kẹp con bỏ bụng bỏ. Rồi rồi ok bỏ. Đây con xé đây con xé. P P. Đấy nhé ok. Trong đây có cục đá này. Anh thì không bán cho hả cô? Anh phải bán cho kiểu. Đây một hộp sữa chua. Sao đợt này không có thì à? Vì chưa cần thêm đấy. Wow. Hộp sữa chua. Apa thì không bán cho hả cô? Cái vị chua rất ngọt các bạn. Nó trùng, nó trùng cũng lên. Bác sĩ sao? Ồ, đấy chứ, bạn nào thích. Đấy, thì
Cũng như là hôm nay là một ngày đi làm về, xong là đón ông nội đến đón ông ngoại đến nhà ăn uống và đưa ngoại về. Thì đó là một ngày rất là vui vẻ. Đấy. Còn bây giờ thì mình cũng phải dọn hết cái đồ này xong là đi ngủ các bạn. Bây giờ là cũng là 11 giờ rồi. À, 11 giờ. Rất là muộn rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Mình sẽ nói nhiều hơn về cuộc sống Hàn Quốc của gia đình mình. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye. Trong mặt bye bye. Bye bye.